Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Video clip vào tối ngày 10 tháng 9 năm 2022. Trong clip tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin gửi đến các bác đó là những cái bộ sưu tập về đầu băng cối của hãng Tech đặc trưng hôm nay. Em giới thiệu đến các bác đó là những cái series của đầu 4 của Tech. Như các bác biết rồi, Tech là một trong những cái dòng thương hiệu rất là nổi tiếng. Và hiện nay những người chơi băng cối ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì Tech và Akai đang chiếm tỷ lệ rất là cao, tức là 10 người chơi đồ băng cối thì có phải đến tầm 7 đến 8 người chơi Tech hoặc chơi AK. Ngoài ra thì cũng có một số thành phần anh em chơi một số cái hãng cao cấp hơn như Reebok hay Studer. Ngoài ra thì có một thị phần nhỏ nữa là chơi hãng Sony. Thì nói chung là Tech là một cái dòng đầu băng cối phải nói rằng nó là phổ thông, phổ biến và cũng như là cũng có rất nhiều model. Và đặc trưng là những cái model rất là thông dụng trên thị trường. Trong clip ngày hôm nay, hưởng Hoàng Gia tôi sẽ giới thiệu các bác đó là những cái series đầu 4 mà hôm nay Hoàng Gia đang có tại cửa hàng của Hoàng Gia Đô. Vâng ạ, và nói về đầu 4 thì các bác biết rồi, đầu 4 thì chủ yếu là sử dụng những cái dòng băng 5, băng 7 các bác nhá, không có băng 10, các bác lưu ý nhá. Đầu 4 là sẽ không có băng 10. Và đầu 4 thì hầu như là chạy hai chiều hết các bác nhá, đều là máy chạy hai chiều hết. Và hầu như là chạy từ sắt cũng có, tuy nhiên cũng có một số cái model là chạy từ thủy tinh. Thì nát nữa Hoàng Gia sẽ giới thiệu các bác một số cái model chạy từ thủy tinh, còn đa số là chạy từ sắt. Bởi vì nói đến đầu băng cối Tech thì phải đến 80% là sử dụng những cái đầu băng cối là sử dụng đồng từ sắt. Còn ngoài ra thì còn lại là một số nhỏ thôi là sử dụng bằng đầu thủy tinh, đầu từ thủy tinh. Đó. Thì hôm nay thì em có 5 model ở đây. Đấy. Với những cái series đầu 4 này thì có khoảng 7 model. Thì hôm nay cửa hàng em đang có 4-5 model tại đây rồi. Chỉ còn có thiếu 2 model nữa thôi. Đó là một model là 4300SGSCN và 4070 trơn. Là Hoàng Gia đang không có đây thôi. Còn lại hầu như là có đủ hết. Và nói đến những model của đầu Tech đầu 4 thì chúng ta phải nhắc đến đó là 4010S này, 4010S và 4300. Đây, mời các bác đây, 4300. Đấy, và ngoài ra thì nói đến đầu 4 thì phải nói đến những con âm sắc hay nhất thì phải là 4010SCL. Đây là những con rất là hay, 4010SCL. Và một con rất là hiếm đó là 4070G. Đây là cái phiên bản đầu từ thủy tinh, cũng rất là ít gặp. Đấy, thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đó là 5 cái mẫu đầu băng cối này và cũng như sẽ báo giá cho các bác chi tiết cụ thể nhất. Đây là đầu tiên thì 4010S thì con này thì Hoàng Gia bán rất là nhiều rồi. Máy đều là chạy băng 5, băng 7, 2 chiều 4 trách. Đấy, 2 chiều 4 trách. Size của nó là cao 44 mà ngang là 44. Sở hữu là hai đồng hồ và đầu từ là ở phần nằm ở chính giữa luôn. Đấy, bánh tì, trục bu ly, càng. Con này thì em đang bán với giá là 10 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 10 triệu đồng con này thì bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó có 4 năm đời cơ. Nó có đời Uzubake, rồi là có đời nó có rất là nhiều đời, cánh quạt sắt rồi là đầy đủ, nó nhiều. Rồi sử dụng những cái nói chung là nó có theo giai đoạn sản xuất khác nhau các bác. Nó có 4 năm đời đấy. Thì em cũng có nhớ có một cái video đã nói đến đã có những cái video mà em so sánh những cái đời này rồi. Đời đấy em về có rất nhiều đầy đủ các đời luôn. Thì cũng có một cái video rồi. Chắc chắn là một số bác đã xem thì chắc chắn các bác biết. Đó. Sang chiếc đầu, hai chiếc đầu băng cối Tech 4300 và 4300SX. Thì hai con này ấy, thì nó hoàn toàn nó giống nhau. Nó giống nhau, thứ nhất là về trên cái phần cơ là giống hoàn toàn rồi. Phần âm sắc cũng giống luôn. Cái phần ngăn kéo dưới này là giống hệt này. Nó chỉ khác nhau là cái đồng hồ thôi. Ví dụ 4300 trơn thì cái đồng hồ này nó là đồng hồ bằng kim loại này, bằng vỏ kim loại bằng nhôm này. Còn thằng này là bằng nhựa này. Đó, nhựa các bác nhá. Đồng hồ của 4300SX này thì nó giống với đồng hồ của con đời cao là 6300 và 6100. Đó, giống hệt luôn các bác nhá. Và cái đời 4300 này nó có một cái phiên bản chạy từ thủy tinh đó là 4300GSCL. Đó, nó là chạy từ thủy tinh. Tức là nó giống hệt con này, 4300GSCL là giống hệt con 4300SX này. Nó nhưng mà chỉ khác nhau là cái đầu từ này là từ thủy tinh thôi, còn SX là chạy từ sắt. Đấy, từ sắt. Còn không có gì khác nhau. Về âm sắc, cái mạch âm sắc thì giống hệt hoàn toàn, chỉ khác nhau đầu hồ thôi. Nên là cái các bác nhìn cái chiều cao, kích thước này, hai con này là ngang nhau hết, tức là không có gì khác nhau cả. Đó, một số cái bộ phận chúng ta có thể lắp lại cho nhau được. Đấy, riêng hai cái đầu cối 4300 và 4300SX này thì nó có thể lắp lại cho nhau được. Và đây chính là cái phiên bản như 6300 ấy, nó là chính là phiên bản nâng cấp từ những con 4300 và 4300SX này chúng ta nâng cấp lên thôi.
Vì các bác biết là 6300 là máy chạy băng 10 mà, băng 7, băng 10. Đấy, còn lại về âm sắc thì gần như là cái ngăn kéo âm sắc cũng như là giống nhau. Đấy. Với hai phiên bản này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 12 triệu đồng các bác nhé, 12 triệu đồng. Đấy, máy cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Máy sexy 7 màu rất là đẹp nha. Các bác nào quan tâm thì em sẽ gửi nội thất cho các bác qua Zalo. 4070G thì cái phiên bản này là rất ít gặp này. Phiên bản này là phiên bản đa cầu điện các bác nhé. Phiên bản này đa cầu điện và cái thiết kế của con này ấy, dòng G này là dòng đầu từ thủy tinh. Và dòng này nó có một cái model nữa là 4070 trơn thì nó lại chạy từ sắt. Nhưng mà riêng con này là chạy từ thủy tinh. Con này nó không có gì khác nhau các bác nhá, không có gì khác nhau. Về cách bố trí là hai con là như nhau. Về các vị trí núm như này, bật tắt các nút nguồn này là như nhau. Con này thì nó sử dụng cái bánh tì ở nằm chính giữa luôn. Nằm chính giữa thì hít lên. Đấy. Và hai cái càng hai bên. Đồng hồ thì nó sẽ nằm lệch sang phía này bởi vì nó đã nằm bánh tì ở giữa rồi thì chắc chắn đồng hồ nó phải đưa ra bên này rồi. Nó không như những cái dòng đơn thuần này nó nằm ở giữa được. Đồng hồ nằm chính giữa thì con này nằm lệch ở bên. Đấy. Con này thì phiên bản này nó ít gặp và con này nó sử dụng cái vỏ là vỏ gỗ và máy nó rất là nặng các bác nhá. Đấy. Máy chạy từ thủy tinh các bác nhá. Những bác nào thích chơi từ thủy tinh để siêu bền, tăng độ bền và sợ bào mòn như từ sắt thì đầu từ thủy tinh là một trong những cái lợi thế rất là ưu điểm, ưu việt so với đầu từ sắt. Đấy. Con này thì em đang bán với giá là 11 triệu các bác nhá. 11 triệu con cho con 4070G này. Bao zin tuyệt đối các bác nhá. Máy là không có spa tút tát gì đâu ạ. Đầu 4 mà hay nhất thì phải nói đến 4010SCL. Đây là những con phải nói rằng là những con mà có âm sắc tốt nhất trong dòng đầu 4. Và âm sắc của nó thì có thể so sánh cả với những cái đầu cao hơn các bác nha. Bản chất những cái đầu cao hơn, cái model đầu 6 hay đầu 7 thực ra thì nó chỉ là cái phiên bản để nó nâng cấp với vấn đề là máy băng 7 nên băng 10 thôi. Chứ còn nói về âm sắc thì cũng chưa chắc đã so sánh được so với cái đầu thấp các bác nha. Nhiều bác sẽ nghĩ rằng là những cái đầu thấp thì làm sao mà hay được, đầu cao nó mới hay, nhưng mà cái này thì nó không có cái gì so sánh chính xác đâu các bác ạ. Bởi vì không phải là cứ đầu thấp là nó không hay đâu. Cái này thì các bác phải xem lại. Bởi vì là nhiều bác mặc định nghĩ rằng là đầu thấp thì có nghĩa là nó sản xuất trước và đầu cao để sản xuất về thời gian sau này. Và đời thấp thì nghe không hay mà đời cao. Nhiều bác sẽ nghĩ như thế. Nhưng cái này nó không quyết định các bác nha. Cái quyết định bên trong nó là còn quyết định ở đây là nhiều yếu tố nữa cơ. Bởi vì nếu mà những chiếc đầu băng cối mà cùng sản xuất ra trong một thời giai đoạn khác giống nhau, tức là hàng vừa mới xuất xưởng ấy, có nghĩa là độ mới như nhau, tất cả những mới như nhau và chưa có sử dụng gì cả thì chúng ta sẽ đánh giá nó sẽ khách quan hơn. Còn với những chiếc máy bãi như thế này thì cái đánh giá khách quan nó khó, thì chúng ta chỉ đánh giá bằng cái cách là chúng ta kiểm tra cái đầu từ thôi. Bởi vì một con máy đời cao mà đầu từ mà nó mòn nó kém ấy thì nó cũng có thể là không hay, kém hơn âm sắc hơn so với những con máy đầu từ mới và đời thấp các bác nhá. Nhiều khi nó còn vậy cơ. Đấy, nhiều bác sẽ nghĩ rằng là cứ đời cao nó sẽ hay hơn, nhưng cái đó thì nó chỉ là một cái dữ liệu nho nhỏ để chúng ta đánh giá thôi, chứ nó không có thể là kết luận được. Mà kết luận được hay không ấy thì chúng ta phải nghe bằng tai của chúng ta. Chúng ta phải test trên một cuốn băng và chúng ta cũng test trên một bộ dàn âm thanh thì chúng ta mới cảm nhận được cái bộ nào hay các bác nhá. 4010SCL thì là nổi tiếng rồi, và những cái con đầu cối mà cứ có chữ SL đằng sau đều là những cái phiên bản hay của hãng. Thì phải nói đến model 4010SL này, 6010SCL này và 7030SCL thì những cái phiên bản nó đều là những phiên bản hay đấy. Những cái size của này thì nó cũng kết cấu thì nó cũng bằng con 4010S. Về cái ngăn phần âm sắc, cái phần cơ bên trên này gần như là giống nhau hết. Còn cái phần ngăn kéo ở phía dưới này thì nó khác so với 4010S thì nó khác cái mảnh âm sắc và nó cũng khác luôn cả những cái vị trí bật tắt nút gạ và cả đồng hồ nữa. Đấy. Nên tại sao là 4010SCL được nhiều người chơi hơn và sử dụng tốt hơn. Cũng như là nếu bác nào đã nghe SCL thì chắc chắn là các bác sẽ thấy là chất âm của nó sẽ hay hơn so với dòng S, cũng như là hay hơn cả so với những cái dòng 4300. Đấy. SCL là những cái dòng rất hay rồi. Những bác nào là chơi đã chơi qua rồi chắc chắn các bác biết là dòng SCL là cái dòng cực kỳ hay trong những cái phiên bản đầu 4. Nên tại sao những dòng 4010SCL vậy nó luôn có giá trị cao hơn so với những cái phiên bản mà Hoàng Gia vừa mới giới thiệu. Và những cái model này thì 4010SCL thì Hoàng Gia đang bán với giá là 14 triệu đồng các bác nhá. À, 14 triệu đồng thì nó cũng nhỉnh hơn so với những model kia khoảng 2 triệu đồng thôi. Cái quan trọng nhất là các bác lựa chọn làm sao cho nó phù hợp thôi. Còn đây là những cái gì mà những cái dữ liệu này,
những cái cơ sở mà Hoàng Gia nắm bắt được và cũng như là sẽ truyền tải để các bác có thêm những cái thông tin để chúng ta lựa chọn đầu băng cối làm sao cho phù hợp. Đấy, nói về đầu 7 thì đây là chỉ là đầu 7 rồi, không có băng 10 và cũng đều là hai chiều hết, thì có là chức năng là giống nhau. Còn quan trọng là các bác muốn ở giá tiền nào là một này, và các bác chỉ quan tâm cho em nó là muốn nghe cái chất lượng con nào hay ấy, thì đó thì cái câu trả lời của bác, nếu các bác muốn nghe nó hay, nó chất âm nó hay hơn một chút nữa thì chúng ta có thể đầu tư thêm 4010SCL. Còn nếu chúng ta mà chơi với ở cái mức tiền từ 10 đến 12 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn như 4010S hoặc là 4300 hoặc là 4070G từ thủy tinh thì rất là bền. Với những bác nào thích ăn chắc mặc bền thì chúng ta có thể chơi 4070G vì đầu tư thủy tinh ý là đầu tư siêu bền rồi. Các bác nha, nó không như đầu tư sắt. Đầu tư sắt thì nó có thể nó có sự bào mòn theo thời gian và khi chúng ta nghe thì nó sẽ có sự bào mòn, còn đầu tư thủy tinh nó là đầu tư kính thì cái tỷ lệ bền nó sẽ tốt hơn, độ bền nó cao hơn. Đó. Cảm ơn các bác, và trong clip này thì em cũng xin chỉ cung cấp được một số cái dữ liệu này thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào có những cái dữ liệu thêm về những đầu băng cối và đầu 4 thì các bác có thể góp ý thêm và cũng như có thể bình luận ở phía dưới video này nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Giao Đô theo số điện thoại như trên tấm biển này ạ, 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Cảm ơn các bác, và Hoàng Giao xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.